giám đốc xuống xử lý khu vực phía dưới nha, lập bản thân kia xử lý cái này. Mấy anh quản lý đô thị của anh chết rồi, cứ nhà giàu ok thoải mái, còn nhà nghèo bỏ đống cát thôi là mấy anh xử tao rồi, trong khi nhà giàu không xây cũng làm gì đó, còn người nghèo bỏ đống cát là mấy anh xử bằng được. Thay đổi cái đó đi, bật trước. Mình khùng hay sao, mình điên hay sao mà mình lại đi sỉ nhục người dân của mình? Nó là chuyện không bao giờ có chuyện đó. Những người hiểu biết là phải xác định như vậy. Còn nếu mà cố tình biết anh phải nâng quan điểm lên thì thôi, chuyện đó là chuyện của mỗi cá nhân, anh không có ý kiến gì nhá. Những gì Thank you.
Cho đâu mà là bên dưới đây dưới này không anh xe nó đổ máy nó đang chạy mà. Đấy.